nó công vào trong này rơi à, nó rơi vào trong chuồng đây là coi như là mình lại mất công phải dọn lại một lần nữa, để phân do nó dính vào thì mình đâu có cho nó ăn lại được, nó bụng chết. Đây thì vừa test con máy xong thì mình cũng xúc luôn vào cho bò nó ăn. Kem nó có ăn hết rồi, nó để dư nhá. Cái này mình nếu mà cho nó ăn thì tầm khoảng bao nhiêu xe như thế này thì cho nó đủ cho khoảng 15-20 con bò còn gia đình mình nhỉ? Hơn chục con bò thì một ngày thì 6 đến 7 xe như thế này. Nó cái này cỏ này nó già thì nhiều khi bò nó công nó chỉ ăn hết lượng này thôi. Rồi không băm ra thì bò nó ăn nó công vào chuồng, bắt đầu là cây này nó rơi vào phân do nó bẩn thỉu nó không ăn được. Thứ hai nữa là cái phần gốc này nó cũng có nhiều dinh dưỡng, nhiều nước ngọt nhưng mà nó hơi già thôi. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.